내일 만나봐. 야. 그러면 저 또 할 것만 해. 마이 한 오래. 뭐? 把他们。nhà của mình mới nè, cửa sổ kìa, cửa sổ hai nè, 1832. Làm nó nữa để bàn thờ ở đây nè. Ờ, để ngay chỗ nước mà, không có gì che hết hả? Không. Mưa xuống rồi sao? Mưa rồi. Ừ, vòng vòng đây thôi. This is where we live. The house, the parents. Wow, zoom vô thấy gì ba? Có thấy không? Wow, zoom như kìa. Wow, zoom thấy đứt ba kìa. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Rồi zoom vô cái đây nè. Nhìn được ba. Wow, sao cái như Daisy hả? Đây là nhà mới mình đó. Nó thường mấy bập nè. Wow. Ủa, thấy giống the thi vậy trời. Đâu phải. Chết. Xe mình kìa. Em nói chuyện gì rõ ràng, tôi tưởng là nguyên một cái. Mua cái gì? Ờ, về mình mua luôn. Còn gì nữa? This is the street that we live on. This is 2nd Street. Wow, zoom vô hay vậy. What's crazy? Look at that. It's so looks so small, right? But when you zoom in, you see everything. Whoa! Oh my god. Car, car, car. Hi, ba. Look, zoom, yo. He gets bigger. Oh. Dafa? Nhà mới của mình này, ba. Right, ba. Có hai cái whirlpool nè. Với cái whirlpool nữa nè. Cái này là cái washer nè. Cái dryer nè. Coi nè, cái đồng hồ gì. Ô cái đèn. Ủa một đồng à, lấy đi thôi. Nó là bộ thế nào. Nó lấy thì có trời. Playroom nè. Rule nè. Phải là memory đó. Phải cười đó. Cái này là heater nè. Cái này đâu biết là gì trời. Cái này là đồ cho cái door nè, cái garage. Garage nè bà. Thầy vô nhà mới nè. Wow. Cái này đâu vậy? Wow, closet nè. Mommy nè. Wow. Cái other room nè. Wow, chắc cái này room này ba. Cái này nhỏ xíu nè. Chắc bỏ cái nệm đây nè. Thành bỏ cái máy heater đây nè. Đúng rồi, oh shit. Ôi, đâu thấy gì đâu, trời. Chở ẹ. Restroom nè. Mom dòng nè. Restroom nè. Buồn tắm cho này cái đã lắm á. Washroom nè. Wow. Đi lên lầu. Wow, nóng trời. Nóng gì trời. Để
ngoài nè. Oh shit, không thở được mà. Đây là cái mặt nạ nè, thấy. Wow. Cái bên đường của mom nè. Wow, what the hell ba? Cái này giống nhà võ sĩ vậy ba. What the flip? What the flip? Cái này room so high nè, hồi nãy giờ một cái room ở dưới rồi. Thì bây giờ một cái room ở trên nè, see. Giờ hết nè. Nhìn nữa ba. Giờ phone kìa. Giờ ngoài kìa, cái review thấy. Có mẻ không à? Overexposed what? Oh, see? What the? Cái lì à? Oh. What the hell, ba? Okay. Good. Closet nè. Cái này phải closet đầy này. Restroom nè, hai cái. Đĩa nè, đĩa đó. Giờ ngoài có gì không? Ôi trời, cái này bị sắc rồi hả? Hồi tử này nè, không bị sắc gì đó. Anh đây kìa, see. Đây kìa, see. Phòng tắm nè. Ủa? The master bedroom nè. Sẽ bà ở trên này kìa. Chắc cái này phỏng nào ha. Giống cái video nào. Có bị không? Không. Dồn dồn nè. Wow. Có talking along rồi nó nói chuyện với mình chứ. See. Ô dồn nè. Bị dơ xíu rồi. Chết. Cái này là fan ba. Nhìn nè. Ủa? Cái này. Ủa. Cái này nữa nè. Bấm này làm gì? Bấm làm gì? Bấm làm gì? Ủa nó làm hết. Wow, closet. Cái closet sao có cái này y chang ở chỗ mới nhờ. Chỗ mới không mẹ. Closet này thấy giống có hai chỗ có giống nhau rồi. Đi ra được. Alex kìa. Không, mình không có nhảy được rồi. Rồi, có gì nữa không mẹ? Dạ em ơi. Nói vậy. Closet nè. Wow, closet giống nhau kìa. Dạ em không? Xuống nè. Dạ em không? Đi bỏ xuống nè. Đi bỏ xuống nè. Ủa mom, sao cái này vậy? Ờ đúng rồi ha. Chụp đi, khoan, để nó máy quay chụp đi. Đúng rồi ha. Ủa đó ai vậy? Thấy không? No, máy nhìn mày trắng à? Không, chụp đi. Ủa hả? Để chụp nè. Để thấy cái hiệu chưa? Chụp. Ờ, đúng chụp. Rồi. Trời ơi. Trời. Ở dưới đây dưới ngồi xong. Trời. Rồi xong. Nó là chưa chưa con. Quay rồi. Ừ. Chụp đây hết rồi mai gửi. Chụp rồi. Giờ hết rồi hả? Ồ wow. Có con này cháu ấy trời. Bỏ đồ cho nó hả? Khó khí lắm anh này nha. Cái này khó khí lắm. Khó khí ông Phật luôn á. Cái này xuống là bằng xi măng này thấy không? Đoạn nói chuyện chân gì chân dơ tay. Con quay hết đi lậu chưa? Rồi. Bấm này nè. Đèn nè. Cái phòng nhỏ cái gì? Ồ, xí. Xí đó. Tết tắt được, chết trời, chết trời. Ồ, khỏi hẹn nè. Ồ. Một cái là mở, một cái là đóng nè. Tắt. Thi kìa. Hi T, hello sir. Grab my laundry soap. Oh yeah, go for it. Go right ahead. You do your laundry here or something, sir? I think somebody's moving in here on the 25th, right? Oh, yeah, that's us, yeah. Yeah,
Good idea. Yeah, that's us. I'm just coming to check it out. Okay. Yeah, cool. Yeah. Great. Thank you. Hi, Andy. Say, there he died. Say, 6 feet. Oh, yeah, you have corona. Babe, where's your facial? Oh, my God. Where are mom and dad? They're inside. Thế lợi đó mày. Ok, bây giờ coi phần nào. Dạ. Dạ, rồi. Lúc đó cứ đi. Hi, hi. Dạ. 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 Tiền là tháng 6 26 tây hả? Chứ không phải là tháng 7 1 tây. Tháng 6 là anh đi vô, tôi đưa chìa khóa cho anh, cần đại điện cho tôi nhé. Ồ, oh, ok. Tháng 6 anh muốn thứ 6 đưa chìa khóa hả? Dạ. Đưa chìa khóa thì anh phải đưa tiền nhà chúng tôi. Đúng. Tôi chạy lên, tôi lấy tiền để làm chi? Đúng rồi. Đồng ý. Nhưng mà cái công tác của mình là đầu tháng 7. Thì anh thấy để đi. Dạ. Học sinh biết tiền mình. À ha, để rồi. Đây nè, ok, rồi mình sửa đúng đây. Yeah. Mình cái ngày hôm nay mình đăng ký đây là đúng. Cái ngày khác này, ngày 21 nè. Bữa nay 21. Có rõ ra hết đây. Thấy chưa? Ồ, hay quá, rõ ràng quá. Dạ. Yeah, yeah. Đúng rồi, ok. Rất đúng. Ngày 2. 21. Đủ. Ừ. Rõ ràng đến chụp này nào, đưa tiền ngày nào. Dạ ok, good. Đó, bên dưới đấy là anh đi xe hết cho tôi. Dạ. Anh thấy bên tôi có tôi đi xe chưa, mời của tôi là bên kia anh đi xe. Ô trời, hơi lộn một bên. Ok, cái đó bảo sao anh cứ ăn cất mà. Dạ. Cái đó anh kết. Ok. Cái đó giống như anh làm giá vậy đấy. Dạ. Anh làm đúng cái này nè. Dạ. Tôi sẽ gửi đi nè. Cái này là anh cái gì? Không, tôi đây nè. Bây giờ anh một cái, chị một cái. Ok. Anh nè. Rồi. Oscar, dạ. Ngọc Phạm. Ngọc đi. Phạm không? Rồi. Ok, để sao? Một cái. Cái đó anh kết đi. Rồi. Làm sao anh kết đi? Về quán hết rồi. Rồi. Inside, four, seven, eleven. Rồi, good one. Ok. Ngọc Phạm. Rồi, thu xếp. Thì, get the phần thông sáu. Yes, Ngọc Phạm. Ừ, có gì bắt hàng này nó đầu ra chứ. Ngọc Phạm. Rồi, ok. Tất nhiên là anh làm quá kỹ lưỡng rồi. Rồi, ok, hiểu rồi. Anh này anh quá kỹ lưỡng. Anh làm cho học sinh đâu rồi. Quá hay.
Bởi vậy hôm không biết là hỏi ảnh thôi à, quý xin mời rồi good. Vậy là cái gì hồi nó nói trả tiền giao treo gì đó là mình về mình liên lạc với cô Wells Fargo phải không? Sao đó là khi nào nó approve rồi cái đó 30 giây rồi. Dạ 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 dạ, dạ. Nhưng mà hồi mấy đứa con để biết nè. Dạ. Dạ, dạ. Mấy đứa con biết làm dạ. Cho đó nó biết chứ có gì đâu à. Nó làm cho anh, tôi sẽ gửi cho anh rồi. Một đồng rồi thì anh cứ trả lại chúng tôi. Sao mình phải xài gieo mình đưa tiền mặt cũng được đó. Nó đưa tiền mặt mệt lắm. Bây giờ đưa tiền mặt quá phải đi nhà bán. Ờ. Chút hàng dài 30 thước à. Chở luôn. Bán mấy bữa nay gửi mấy năm nay là bán 1.000 tiền mặt. Một là con đi bỏ deposit vô nhà bán cho bác. Ừ. Bác đưa cho cái check cái sổ. À. Mà làm cái đó không mệt lắm. Không phải đứng xếp hàng. Không có. Còn cái gieo bây giờ. Bây giờ con đi ăn với bà con. Con ăn con đã 10 đồng, cái kia 10 đồng, con nói à sao treo lại cho mày. Dạ, không treo vậy. Khỏe lắm, bác trả mấy cái này nó... Nè, hỏi anh con nhỏ con gái đang kiếm một phòng này, anh có cho mướn không? Con nhỏ con gái lớn nè. À, tôi nói với anh là nó 3 phòng mà nó đi ra là tụi này xuống còn 2 phòng á. Là nó là tên Thi. À. Nó đang kiếm một phòng. Ôi. Yeah, nếu mà anh có thì tốt. Còn đâu có đâu, cái phòng bên kia là cái ông kia ông. Đó. Thì bây giờ ông kia ông quan hợp hả? Dạ, thì bây giờ mà không biết chừng nào ông đi thì tốt quá. Ông có đi. Dạ. Ông ở đó ông khoái. Ông khoái quá hả? Ông ở đâu chứ quý? Ông ở 3 4 năm đi rồi. Ờ. Bữa đó anh cho mướn bao nhiêu? Cái đó là cái studio hả? Cái đi cái đó khoảng 750. Dạ. Mà cũng bao trả. 750 thôi. Cái studio ngang nhà đó. 750 là cái giá cũng được. Dạ. Yeah. Nấu nướng luôn. Nấu nướng hết ở trong đó luôn hả? Thì rồi cho nó ổn đi rồi cho bác biết rồi bác bảo mình biết rồi ba bảo cho con biết. Cái biết sao vậy? Nếu mà phải lo ổn đi đâu. Dạ. Tại ông thấy khỏe quá hả? Không phải, tại ông thấy khỏe không? Có mấy trăm mà ông sướng. Ừ. Chú mà chú Mỹ đó hả? Chú Mỹ đó. Ông lại ở chú mới ra lấy cà bông gì á. Vậy hả? Ở trên cái máy giặt anh tới ông lấy. À. À đúng. Tại vì bây giờ ông đang còn giặt đồ. Giặt đồ. Bây giờ không cho ông giặt đồ thì ông cũng hơi đau khổ đấy. Phương rồi. Nhưng mà thôi cái đó tùy anh chị thôi. Nếu mà anh chị muốn bớt 50 đồng thì ô cái người quốc cơ của tôi là Phương Nguyễn hả? Không. Hả? Không à tôi hỏi anh luôn hả? Ô vậy đúng rồi. Quốc cơ mới của tôi là Phương Nguyễn hả? Phải không? Đúng rồi. Want to remember. Yeah yeah yeah. Uh-huh. Yeah. Nếu mà trend income thì report cho Phương Nguyễn. Ok ok. Dạ. Oh, tôi cần cái này lắm. Không thì cái đó anh sẽ dự má. Yeah 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 yeah. Là copy rồi. Dạ dạ dạ. Ờ dạ. Rồi quá tốt quá tốt. Bây giờ phải viết vô để tôi viết vô cái câu mà anh nói apply gì đây. Dạ dạ. Please please. Đây. Yeah. If a plan, if a plan broken, tenant can be removed. That's it. Đây. Yeah. Câu này. Yeah. Đó. Bây giờ tôi phải viết vô cái câu này. Yeah. Okay. Bây giờ cái này anh coi anh ký đi. Yeah. Cái nào mà dưới đáy là anh initial goal. Yeah. Nhớ chưa? Dưới đáy này. Rồi. Initial này. Còn còn nữa. Còn ở trên này, rồi. Đây, ví dụ đây. Initial. Anh đi xô một cái, rồi, con đi cái cho bà xã anh nhé. Em ơi, vô initial đi. Vô em initial chữ N với chữ B phở đi là Ngọc Phạm á. Bây giờ là Tầm Nguyễn nè. Rồi cái này Ngọc Phạm, right. Cái này đó cho bà làm đi. Rồi, ok. Chứ chứ phải dành việc của bà ấy vô chứ. Yeah. Bà nói tôi nè. Biết đâu. Đó. Chuyện này là chuyện của ông xà tôi. N với chữ R thôi rồi. B. Rồi. À, ghi nào ghi một cái thôi để nó lẫn lộn hết. Ngọc Phạm là chữ nghe Ngọc Bích là gì? Ngọc Phạm là chữ bơi phở đó. Cái nào là một thứ thôi. Ừ rồi. Rồi, ngon Ngọc Phạm lật qua. Ngon. Ừ.